cảm quá nhỉ. Cái sức khỏe dân chúng càng ngày càng đi lên thế này thì chết dở đi. Ôi giời, lại ngủ. Bán hàng suốt ngày. Úi giời, nhìn cái mồm này trông như con chó ngao. Thế nào đấy hả? Lao tắt mấy cái thằng trẻ con. Như con heo lăn cho cái lồng này. Thằng nào à? Thằng bố mày đây. Tao sếp ạ. Sao sếp lại đến đây ạ? Bắt quả tang nhá. Dạ. Đang trong giờ bán hàng bỏ đi chơi. Anh ơi, em có chơi đâu, em đang đứng đây mà. À, đang đứng đây cái gì? Dạ. Ngủ cũng là trốn việc nhá. Không ạ, em xin trình bày với anh là hai ý ạ. Dạ, ý thứ nhất là đây anh nhìn này, em vẫn đang đứng ở cửa hàng mà với cái không gian bối cảnh nó yên tĩnh như thế này chả có ma nào đến, thì nên là ý thứ hai của em là em xin phép ngủ tí. Tao có hai ý nhá. Dạ. Tao không phải ý thứ nhất mà tao ý thứ một là miễn lý do lý trấu nhá. Ý thứ hai là ngủ 1 tiếng 15 phút, vị trí tính là 75 phút, 75 phút trừ 750.000. Anh ơi, lương tháng anh giả em có 800.000 mà bây giờ anh trừ em 750 thì em móm à? Móm thì móm nhá, cấm thang Bắc. Mày phải hiểu được cái giá trị của cái giấc ngủ nó như thế nào nhá. Ủa anh, em nghe chưa? Em trượt mắt tí mà anh trừ em thế thì sao? Thang Bắc à? Dạ không. Như thế mày mới hiểu được giá của một giấc ngủ. Làm việc đi. Dạ vâng. Chào anh. À, bác ạ. Mày thấy không? Cái vía mày nó nặng, anh đến cái có khách ngay. Khách quen. Bác, vẫn thế ạ? Vẫn thế. Một hộp tăng lực. Đúng rồi. Có ngay. Cháu gửi bác ạ. Đây, gửi anh tiền. À, vẫn thế. Mình đi nhá. Dạ. Già mà dẻo dai khỏe lắm này. Này. Mặt tao có nhỏ à? Hay có mụn? Không, anh vẫn đẹp trai bình thường. Sao lạ nhỉ? Mỗi lần cái thằng cha này đến mua cái thuốc tăng lực, nó đều nhìn tao như nó cười. Ôi, anh đa nghi thế nào? Người ta khách hàng thân thiện, người ta cười chứ có cái gì đâu. Không, đây nó không phải cái nụ cười thân thiện, mà trong cái nụ cười của nó có ẩn ý cái gì, có một cái gì nó ẩn chứa sâu xa lắm. Chứa sâu xa là như nào? Thằng này bây giờ nhá, mày đi theo lão hả? Xem mà lão đi vào đâu. Đi theo lão kia ạ? Anh định lừa em rồi, anh lại trừ lương em đúng không? Em đang làm việc, anh bảo em đi ra ngoài là thế nào? Đi ra ngoài đi thì đấy cũng là một nhiệm vụ hả? Mày có đi không? Tao trừ tiếp 750. Em đi ạ. Anh ơi, ui giời, dậy giờ này mà không ngủ à? Không ngủ làm cái gì? Có khách đâu? Cháy nhà đến nơi rồi mà anh còn cháy nhà ở đâu? Thế tóm lại là cái việc tao giao cho mày như thế nào rồi? Thế mà em phải tức tốc về đêm báo cáo với anh nhá. Thể theo nhiệm vụ anh giao à. Em đã theo dõi mục tiêu một cách sát sao. Em đã vượt qua hai bờ rào, nhảy qua hai bờ rộng, và cuối cùng em đậu chỗ mục tiêu này. Thì tóm lại là nó nằm ở đâu, mục tiêu nằm ở đâu? Nhưng anh phải hứa là tháng này không trừ lương em cơ. Cái thằng này, tao nói đùa mày thôi tụi, ai trừ lương của mày? Anh nhớ nhá. Nói đi. No. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Cái thằng này, mày cứ mồm vo mãi. Thế tóm lại là nó đi chỗ nào? Tóm lại là nó nằm ở nhà anh. Oh no. Nhà ta? Dạ vâng. Sao lại nằm nhà ta? Thế là chuyện.
thuốc chặn ngực. Vâng. Và nhà tao, vợ tao ở nhà một mình. Tôi chết rồi, cháy nhà thật rồi. Bỏ đi. Trả đây. Trả cái gì? Trả điều khiển đây. Yên để trong đá. Anh có chuyển kênh không? Không. Anh không chuyển lại gì? Ừ. Em mách bố mẹ nhá, là hôm qua anh bỏ thi đi chơi với bạn gái. Cái gì? Mách bố mẹ á? Ừ. Ôi trời, này xin mời nhá. Mày có thích anh gọi luôn cho bố mẹ cho mày nói chuyện. Này, đấy đi. À, thế thì nhá. Em mách cô. Cái gì? Em mách cô là anh bỏ thi đi chơi với bạn gái. Này, 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 đừng có mà đùa đấy nhá. À, mày thích mách cô gì? Đã thế tao cũng mách cô luôn nhá. Cái vụ nhá, mày có bạn trai được chưa? Em có bạn trai bây giờ. Bây giờ người ta viết thư gửi đến cho em, em chỉ viết trả lời lại thôi chứ đấy là phép lịch sự. Nếu không người ta gọi em là bạc tình thì sao? À, đây, 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 đấy, đấy, đấy là mày thú nhận mày viết thư tình rồi nhá. Mày chết, mày có mách cô. Mà nhá, anh còn rất nhiều tội nữa nhá. Em mách một thể luôn đấy. Tội gì? Anh còn đầy tội. Tội gì? Tao chả có tội gì nhá. Mày mới là nhiều tội nhá. Anh mới là nhiều tội để mày... em mách cô nhá. Mày bây giờ em đi ép vợ cô, em mách cô luôn. Em sợ anh à? Tao sợ mày. Hai cái đứa này cứ cả ở trên gác mà không yên được cái chúng mày cơ. Làm gì mà cứ chí chạy suốt ngày vậy hả? Chào chào cô. Chào cái họ cái gì? Cô, cháu vừa này đang xem phim. Thế là anh ấy chuyển kênh, anh ấy không cho cháu xem. Anh mắng cháu. Ôi, không, cái thằng này lỡ tầm như thế này rồi mà bắt nạt em à? Mày không thấy em nó bé tí như cái kẹo thế này mà mày bắt nạt nó chứ à? Cô đừng nghe cái mồm nó. Cháu mách cô nhá. Nó có người yêu đấy. Cái con này, mày có bạn trai hả? Mày nhìn cô mày đến đây trời ơi, ngoài 40 tuổi đầu rồi mà còn chưa có bạn trai nhá. Anh ấy bịa đấy cô ạ. Cháu còn chưa kể với cô hôm qua nhá, anh có một buổi thi, thế xong rồi anh bỏ thi đi chơi bạn gái à? Hả? Dạ. Bỏ thi đúng không? Dạ không, cháu có bỏ thi. Mày đúng cái điều. Trời ơi, thôi. Khổ quá cả chân lị nhà có hai cái đứa dây con mà suốt ngày chí chóe. Thôi bây giờ thế này. Cô có một trò chơi dành cho hai đứa đây. Trò chơi à? Bây giờ ấy, người nào mà phát hiện ra lỗi nhá, cô sẽ cộng cho thêm 50.000 vào tiền tiêu vặt hàng ngày. chưa hết nhá. Ai ấy mà có lỗi mà bị phạt ấy thì để cái này mới là quan trọng này. Cô sẽ trừ đi 100.000 trong tiền tiêu vặt hàng ngày. Được chưa? Dám chơi không? Hả? Ai không? Đấy, dám chơi không? Chơi không? Nào. Chơi luôn. Học sinh chợt từ. Nhìn hai cái khuôn mặt đáng yêu thế. Nghe cô nhận xét đây này. Sau một hồi nghiên cứu và nhận xét thì cô thấy là cả hai bạn đều rất là tiến bộ. Bây giờ cô sẽ nhận xét bạn Đức trước nhé. Bạn Đức tháng này rất tiến bộ. Ít lỗi hơn tháng trước rất nhiều. Để xem có những lỗi gì nào. Ăn quả vặt trong lớp, đi học muộn, không đeo khăn quàng đỏ. Tôi có cái chuyện đeo khăn quàng đỏ thì cháu học đại học cơ mà. Phải ghi lý gì đấy? Nhầm sang cái quyển sổ khác. Bây giờ đến lượt bạn Hương này. Bạn Hương xinh đẹp và ngoan ngoãn. Lỗi của bạn Hương gồm có nói chuyện riêng trong lớp, ăn quả vặt trong lớp, mặc áo đỏ vào ngày thứ hai, đi tất chiếc nào chiếc kia. Cô ơi, nhưng mà đấy chỉ là mấy cái lỗi làm vặt thôi. Cô để ý cho cháu cái gạch đầu dòng cuối cùng ấy. Gạch đầu dòng cuối cùng? Vâng. À đấy rồi. Ôi trời ơi, nói xấu cô. Đừng có cãi nhá. Tao có ghi âm nhá. Nghe cô nói đi này. Sau một hồi xem xét. Không phải căng thẳng thế nhá, cứ thoải mái ra. Bạn Hương rất nhiều tiến bộ. Ngoài tiền thưởng ra, tháng này bạn còn âm vào 1 triệu. Chưa hết, bạn Đức. Dạ. Phải nói là quá tiến bộ. Dạ. Rất ngoan. Dạ. Ngoài tiền thưởng ra, cháu thưởng tháng này bạn còn âm 2 triệu.
triệu. Cô sao lại âm 2 triệu? Cô có cộng nhầm không ạ? Nhầm là nhầm thế nào? Riêng cô mà không bao giờ nhầm chuyện tiền đâu. Đấy, cô tháng ông thì làm thế nào ạ? Yên tâm, cô đã có cách rồi. Âm thì cô sẽ thu và khấu trừ tại nguồn. Khấu trừ? Xong vụ này mẹ mua ô tô cho con. Trời ơi, ai bảo mày thế hả? Cứ mà bồ cái mẫu ra. Bác ý là con trai duy nhất trong gia đình nhá, mà chưa có vợ con gì hết đâu, nhớ chưa? Rồi, cứ mua ô tô là cho con. Dạ. Dạ, dạ em đấy hả? Vâng. Dạ, em chào bác ạ. Con mời mẹ ngồi ạ. Dạ, cháu mời bác ngồi ạ. Vâng, chị ngồi đi. Dạ, vâng. Con này. Dạ. Thế sao chị lại biết tên tôi nhỉ? Ông kia, ôi trời ơi, bác ơi, mình là họ hàng với nhau mà có khi bác đi Tây lâu quá rồi bác quên mất. Dạ. Em với bác là có họ hàng rất gần với nhau bác ạ. À? Vâng. Sao mà tôi không nhớ nhỉ? Ôi trời ơi, sao bác lại không nhớ em? Em với bác ý, là họ cách nhau là 18 đời, lâu quá. Vâng. Chị ơi. Dạ. Thế cậu bé này tên là gì? Con giới thiệu tên đi. Cháu xin tự giới thiệu với bác. Cháu tên là Lan. À. Lan là bố cháu ạ. À? Cháu tên là... Bác nhớ chưa? Nhớ rồi. Nói thế tôi nhớ ra ngay. Bác nhớ rồi ạ. Con bố Lan đây hả? Vâng, là bố Lan đấy ạ. Bố Lan nó là mặt là nhũ nhằn, nhũ nhịt thì... Úi giời ơi, để bác nhớ rồi. Chuyện rồi. Con hơn cha là nhà của Phúc ạ. À, thế này thì bác nhớ ngay rồi. Bác nhớ chưa? Cái cậu này 8 tháng. Vâng. Bác sang nhà, bác bế nó. Vâng. Ôi giời, nó toàn tè ra bác. Bác ơi, cái lúc bác đi nha, cháu nó có 8 tháng. Thế mà bây giờ nó gần 18 tuổi rồi đấy. Thế mà lúc nào nó cũng nhắc bác luôn nhá. Nó là nó tự hào với bọn bạn bè nó về bác lắm. Tao nhá, có một ông bác nhá. Vâng. Ở bên Tây nhá, giàu cực kỳ luôn nhá. Họ gần luôn với nhà tao nhá. Đấy. Bạn thấy không? Úi giời nè. Vâng. Đấy, nó có 8 tháng mà nó nhớ tôi thế nhỉ? Đấy. Nhưng mà cái bọn bạn bè nó thì nó lại rèm pha, nó lại nói thế này mới khổ đấy bác ạ. Bác mày giàu thế, thế sao mày nghèo đấy? Hả? Thế sao bác mày không để cho mày ít tiền mà để mày cầm cái bơm để bác ấy ra ngoài đường để bơm xe? Chưa bơm xe, chưa có hiệu bơm bác ạ. Chưa cửa hàng bơm xe. Cháu chưa có một cái cửa hàng riêng ạ. Thế hôm nay nói tóm lại là chị với cháu sang gặp tôi có việc gì? Dạ, hôm nay biết bác mới về, mẹ con em sang thăm bác. Trước là để hỏi thăm sức khỏe bác, sau nữa là em cũng có việc muốn nhờ bác thôi ạ. Dạ, vâng. Thế việc gì? Em muốn bác giúp đỡ cho mẹ con em một khoản tiền để em chăm lo cho cháu bác ạ. Vâng. Bây giờ quả thực tôi nói chị với cháu thế này nhé. Tiền ấy, quả thực bây giờ hiện tại là tôi chưa có. Rồi, bác ấy có cả cái nhà to thế này mà. À, cái nhà này cái gì? Vâng. Cái nhà khang trang cái này cái gì? Vâng. Đây là cái nhà của người bạn cùng làm việc với tôi ở bên nước ngoài. Mỗi lần về Việt Nam, cậu cứ bảo là bác đến nhà em bác ở thoải mái, không lấy của bác đồng nào. Thế là bác cứ ở nhờ à? Đúng rồi. Đây, nói thật với chị, ở bên nước ngoài, tôi cũng có đầu tư cái trang trại bé bé. À, thì trang trại là tốt rồi. Có tiền à? Cũng phải lao động từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt. Tôi cũng lao động như một người nông dân bình thường ở Việt Nam thôi. Thôi nhá. Nói tóm lại là bác không phải trình bày nhiều. Thôi con, dạ. Hai mẹ con mình xin phép. Dạ. Vâng, thế thôi em xin phép bác, em về ạ. Thế chị với cháu lại nhà luôn à? Vâng. Còn lại em đi. Xin quên, em xin bác. Bác ở một mình chắc chắn anh lo cho cháu thời gian. Vâng. Dạ, dạ. Alo, có 2 triệu đô thôi à? Hả? Thế bây giờ quy ra tiền Việt Nam, nó là bao nhiêu tỷ? 45 tỷ á? Hả? Bây giờ thế này nhá, tớ cho cậu toàn quyền quyết định ở bên đấy.
đúng 46 tỷ thì bác nhá. Chị với cháu có đến để làm gì? Thì bác quay lại để làm gì? Thì em quay lại ngồi chơi với bác một tí, với lại mày mong bác giúp đỡ cho mẹ con em nhá. Thôi được rồi, tôi thì cũng định cho anh chị với cháu vay 2 tỷ. Ôi dạ, ôi bác đúng là người tốt đấy à. Vâng, thôi bây giờ tôi quyết định thế này. Vâng, chắc chắn là tôi phải tìm cái thằng Tún đời thứ 20 ở bên ngoài. Vâng, tôi cho nó luôn 5 tỷ. Hả? Thế còn 5 tỷ? Vâng bác ơi, còn con là đời thứ 18. 18 mà con là còn bên đằng nội. Con không biết cái gì nhà. Đời thứ 18 ở bên nội. Vâng, tôi hiểu rồi. Vâng, nó không thể bằng đời thứ 20 ở bên ngoại được. Vì nó là sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Cái thằng Tú đời 20 họ ngoại nhưng có một tấm lòng. Ê, từ xem ơi, trong này còn đang có người. Ôi đau bụng quá. Dạ chưa? Dạ em xong rồi. Dạ. Khoan đấy, em lại đau rồi. Xếp lại đi ạ. Thế kiểu này sếp cứ ở trong đấy làm sao mà ra được mà đi họp với cái hành chứ. Mình thì cứ cà phê cà pháo thôi. Chào sếp nhé. Đâu? Đây. Ok. Đây. Ai mở cửa đây? Đây. Sao nhỉ? Ôi, chồng em đây rồi, chồng em đây rồi. Gớm nghe làm gì mà gọi như hờ đỏ ấy. Điện thoại này. Ôi, ôi. Đau quá. Anh để tôi chờ 72 phút rồi không hả? Ôi, anh biết rồi, nhưng mà khổ quá nữa, hôm nay có cuộc họp tổng công ty. Sếp còn đang ngồi đấy, nhân viên quen như anh làm sao trốn ra ngoài được. Ôi, đây là cái thằng đờn đấy. Ôi, biết rồi, ôi, đau quá. Dạ, em chào sếp ạ. Em chào sếp ạ. Dạ, giới thiệu với em nhé. Đây là sếp tổng của công ty anh. Một người vừa uy quyền, vừa quyền lực, lại còn vừa đẹp trai, vừa đa tài, lại còn vô cùng quyến rũ, lại còn hào hoa phong nhã. Rồi ơi, sếp có một cái tên vô cùng đẹp, đó là Tô Thành Trung. Vỗ tay. Này, dạ. Cậu nói cái gì đấy? Dạ, em vừa bảo sếp là một người vừa đẹp trai, đa tài, quyến rũ, lại còn hào hoa phong nhã, có một cái tên rất đẹp, đó là Tô Thành Trung. Tô Thành Trung là em trai tôi, còn tôi là Tô Trung Thành. Nhớ. Dạ, tôi chết rồi, thế hóa ra là em nhầm lẫn. Dạ, không hiểu tại sao mà em lại có thể nhầm lẫn một cách trơ đẳng như thế được ạ. Dạ. Từ sáng đến giờ cậu làm cho tôi rất là bực mình đấy. Dạ thì ạ. Cậu tên là gì? Dạ em tên là Hoàng Dũng ạ. Hoàng Dũng? Dạ vâng. Làm ở đâu? Dạ em nhân viên phòng tiếp thị ạ. Dạ. Hoàng Dũng, nhân viên phòng tiếp thị. Dạ đúng rồi ạ, dạ mong sếp lần nữa ạ. Dạ. Tôi sẽ đặc biệt để ý đến cậu. Dạ vâng ạ, dạ cảm ơn sếp ạ. Dạ. Dạ. Cậu làm cái gì đây? Dạ em xin lỗi sếp ạ. Dạ sếp. Hoàng Dũng? Dạ. Nhân viên phòng tiếp thị đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ Hoàng Dũng ạ. Nhớ đấy. Ok sếp ơi, sếp ơi, sếp. Rồi ơi, tôi biết là anh hay ngọng rồi, nhưng mà tại sao anh có thể nhầm được tên sếp anh được hả? Hé cái mồm luôn. Mà tên anh là Hùng cơ mà, tại sao anh lại bảo tên anh là Hoàng Dũng hả? Khổ hả? Quá anh nữa. Hâm mà. Khổ quá nữa. Chồng biết là ngọng rồi, nhưng mà không phải ngọng đến nỗi là không nói được từ Hùng với từ Dũng, mà là chồng em thông minh quá cơ. Thông minh? Thông minh là thế à? Anh dám đùa với cả sếp anh à? Anh có biết đấy là sếp anh không? Anh dám đùa thế hả? Biết chứ, nhưng mà sếp ý là sếp ở trên cao. Ê, chỉ có nhân viên nhớ sếp thôi chứ sếp làm sao nhớ nổi nhân viên, hiểu chưa? Thế là làm sao? Chẳng qua ấy, là ở phòng anh có một thằng anh rất ghét. Chả liên quan. Nó tên là...
dữ. Này, từ ngày sếp cũ nghỉ công tác ấy, tôi lại thấy buồn mới lạ chứ. Ông buồn cái gì? Hả? Buồn chứ. Buồn vì từ ngày sếp nghỉ không ai phạt chúng mình nữa. Ôi trời ơi, ông này bị hấp hay sao ấy nhở? Tự nhiên hôm nay lại thích bị phạt. Này, tôi đùa thôi. Này, từ ngày sếp nghỉ dễ thở hẳn ấy nhở? Trời ơi, không có ai phạt chúng mình nữa, tha hồ. Ôi giời, cứ ngồi đây mà cười. Chuẩn bị có sếp mới rồi đấy. Liệu mà dọn dẹp phòng cho sạch sẽ để mà đón tiếp nhá. Mà không hiểu là sếp mới bao giờ mới đến nhở? Này, không biết là có dễ tính không? Cái đấy tôi chịu, mới chỉ nghe thông báo thế thôi. Này này, kệ đi. Bà đứng mình xuống dưới kia làm tách cà phê cho đỡ sầu đời nè. Chuyển luôn, nhớ đi luôn. Em chào anh chị ạ. Ui, cái gì đấy? Chào em. Tự nhiên lửng lưỡng sợ bỏ sư nguyên được. Rất kinh. Anh chị cho em hỏi sếp đâu rồi ạ? À, nhân viên mới à? Ôi giời, em muốn hỏi sếp nào? Sếp cũ thì nghỉ rồi, sếp mới thì bây giờ chưa thấy có mặt. Sao lại thế ạ? Sếp cũ thì nghỉ hưu rồi, nghỉ từ chuyển việc rồi. Còn sếp mới thì bây giờ đã thấy xuất hiện ở đây đâu. Cái thằng em không hiểu. Thật, nhân viên mới đúng không? Này, cũng may ấy mà cậu chuyển đến đúng lúc mà ông sếp cũ ông nghỉ rồi. Chính xác. Chứ nếu không á, cậu mà ở từ cái thời ông ấy còn ấy thì ông ấy hành cho phải biết. Mà may mà ông ấy nghỉ hưu đấy, không á, ông hành bọn mình dài dài. Chứ còn sao? Chả hiểu tại sao nhá. Lương thì thấp, sao lại suốt ngày phạt. Rõ ràng mỗi lần đi ăn cơm cứ bắt mà mình trả tiền. Ôi, cũng dù sao cũng cảm ơn ông trời là cho mình qua cái giai đoạn tăm tối đấy, hiểu không? Thôi bây giờ làm đi đâu thì đi nhanh nhanh. Thế đang trong giờ làm việc mà anh chị lại đi đâu đấy ạ? Đi đâu mà phải hỏi. Bây giờ đây có việc cho em luôn, có việc ngay. Bình thường nhá là không có gì nhưng hôm nay có việc luôn. Nhân viên mới đúng không? Bây giờ nhá, việc của em là dọn dẹp sạch sẽ cái phòng này để đón chờ sếp mới. Em hiểu không? Em là một nhân viên mới. Em phải làm từ những việc nhỏ nhất. Nhờ? Đúng rồi. Sau này em mới có thể làm những việc lớn được. Chính xác. Đúng, chính xác. Anh nói cho chú biết nhá. Những cái công việc cao cả như thế, như dọn dẹp phòng như thế này, nó là cái nghiệp của mình. Nó vấn vào người mình rồi. Đúng. Mình phải làm. Đúng. Như anh đây này, ngày xưa anh cũng đi lên từ cái dọn dẹp ra đấy chứ. Đúng. Đúng. Ông này lên nói hay thế. Chú nỗ lực phấn đấu nhá. Đúng không? Thôi, bây giờ thì anh em mình đi nhỉ? Cố gắng nhá. Đấy, bọn anh tạo cơ hội cho chú thế, còn gì nữa. Đi đi, nhá, cố gắng nhá. Này, thấp thấp xuống chị bảo. Lần sau cao vừa vừa thôi nhá. Dọn dẹp cho sạch sẽ mà. Vâng ạ. Tí nữa xem là thanh toán hết bao nhiêu chưa. Cái thằng này đứng lên cái chỗ của người ta thì cái thằng này nhân viên mới chẳng có ý thức gì cả. Thật cái người xuống. Chí là cái cao to thì chả là cái tích sự gì hết. Ôi trời ơi, dọn dẹp chưa nhỉ? Sạch sẽ chưa? Được đấy. Này em ơi, pha cho anh chị ấm chè nhá. Đúng rồi, đi. Chị trà để đâu ạ? Một cười nhỉ? Mắt để làm gì? Mắt là để quan sát đi. Vào là phải quan sát trong trà đấy, để đâu để hỏi trong trà. Em ơi, ra ngoài kia có. Đúng rồi, ở bên ngoài ấy, đi tìm đi nhá. Ông ơi, mang đồ nghề đó, nghịch tí nào. Được rồi. Xem ai thua trả tiền cơm đi, đỡ chia. Được. Hay vẫn như mọi hôm trả tiền cơm đúng không? Ok. Thấy chưa, mở vị nhá, thấy chưa? Rồi. À, xong này. Xong rồi nhá. À, chẵn phải lẻ trái, lạc xuống tiền là cái cân mở bát, ok? Ok. Chọn đi. Mà chẵn tôi lẻ. Được rồi, tôi cũng theo lẻ. Chọn đi. Mở bát đi. Chẵn đi. Cái thằng này buồn cười nhỉ. Có mỗi cái chuyện hết chè thôi mày cũng vào đây kêu là các anh ơi hết chè rồi thì là thế nào? Bực cái ca mình đang hòa. Đi ra ngay tạp hóa nhá. Mua ngay một túi trà về cộng với một vỉ sữa. Về đây. Thanh toán sau. Nhanh. Mà sao chú lại có thể thốt ra cái câu đó là ấu trí nữa nhỉ? Anh chị ơi, hết trà rồi. Thế tôi đi mà mua thế mà phải hỏi. Đi đi. Cái thằng này buồn cười thật đấy. Có mỗi cái việc đi mua chè thôi mà cũng vào đây kêu. Chả hiểu thế nào nữa. Bắt đầu tiếp nhá. Đây nhá. Ok. Tôi chả biết. Cứ thế này là tôi không mất tiền cơm rồi. Sắp tiếp này. Ôi, đừng ra nào. Nào, chuẩn bị này. Chán.
Cái thằng đấy đi ra đằng kia buồn cười nhỉ. Cái gì đấy? Cái gì? Trời ơi. Bà đọc đi. Đọc kỹ đi. Quyết định của tôi đấy. Quyết định bổ nhiệm. Đúng. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp quản công ty này với chức danh giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Sếp mới làm